Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong 5 năm thập kỷ qua, Chile Việt Nam đã củng cố mối quan hệ hợp tác nhờ vào sự tương đồng trong các mục tiêu liên quan đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế và việc mở cửa thị trường, tầm nhìn đa phương về quan hệ quốc tế và niềm tin mạnh mẽ vào những giá trị gốc rễ của luật pháp quốc tế như chìa khóa để duy trì sự ổn định và hòa bình. Mới đây, nguyên Tổng thống Chile đã sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chưa hết, nguyên Tổng thống Chile còn đến thăm một người đặc biệt, đó chính là nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Song ít ai biết rằng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết chính là anh trai của Tổng thống Chile, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Vậy rốt cuộc sự thật nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết có đúng là anh trai của Tổng thống Chile hay không? Và còn những góc khuất nào về mối quan hệ này mà báo chí chưa hé lộ? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Việt Nam cách đất nước khu vực Nam Mỹ, Chile nửa bán cầu. Thế nhưng khoảng cách địa lý xa xôi ấy không làm cản trở sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Mới đây, nguyên Tổng thống Chile đã sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Không những vậy, nguyên Tổng thống Chile còn đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Ít ai biết rằng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Tổng thống Chile chính là anh trai của Tổng thống Chile, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Vậy rốt cuộc, sự thật Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết có đúng là anh trai của Tổng thống Chile? Còn những góc khuất nào về mối quan hệ này mà báo chí chưa từng tiết lộ? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Với nền móng từ chuyến thăm của Chủ tịch Thượng nghị viện Chile Salvador Paredes tới Việt Nam năm 1969 và đặc biệt là việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25 tháng 3 năm 1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên có mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quan hệ hai nước đã ngày càng phát triển tốt đẹp và từng bước nâng lên tầm cao mới. Trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đang diễn ra ác liệt, tháng 5 năm 1969, một đoàn đại biểu Chile đã tới thăm Việt Nam với tư cách là đoàn đại biểu nhân dân, thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Chile với nhân dân Việt Nam. Đồng thời, tìm hiểu thực tế, nghiên cứu tại chỗ những kinh nghiệm chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Đoàn gồm hai người, bác sĩ Salvador Allende, Chủ tịch Thượng nghị viện Chile, một trong những người sáng lập Đảng Xã hội Chile năm 1993, và Eduardo Paredes, một thanh niên mới tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Paris, Pháp, ủy viên Trung ương Đảng Xã hội Chile. Trong thời gian 2 tuần ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Salvador Allende đã đi nhiều nơi, chú ý tìm hiểu thực tế chiến đấu và những kinh nghiệm Việt Nam, đặc biệt là việc xây dựng một mặt trận đoàn kết dân tộc và mạng lưới y tế để cấp cứu và điều trị những nạn nhân chiến tranh. Một trong những nguyện vọng thiết tha của ông Salvador Allende trong chuyến thăm Việt Nam là được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nguyện vọng ấy đã thành hiện thực. Đúng 8 giờ ngày 23 tháng 5 năm 1969, tại căn phòng nhỏ trong khu phủ chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tiếp đoàn. Sau khi thăm hỏi sức khỏe của các khách quý và thay mặt nhân dân Việt Nam cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Chile đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh mở phong bì, lấy ra tấm ảnh chụp chung với các dũng sĩ diệt Mỹ nhỏ tuổi của miền Nam. Bác giới thiệu tên tuổi và chiến công của từng người. Tiếp đó, người mở cuốn sổ tay và đọc những số liệu các cháu thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ mỗi năm một tăng. Cuộc tiếp khách trong khoảng 45 phút. Trước khi chia tay, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng mỗi vị khách một tấm ảnh của người 9cm x 12cm, phía dưới có ghi chào thân ái và quyết thắng với chữ ký Hồ Chí Minh. Bác sĩ Allende tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh chiếc đĩa và tặng Thủ tướng chiếc gạt tàn thuốc lá bằng đồng. Sau này, khi là Tổng thống nước Cộng hòa Chile, tấm ảnh kỷ niệm đó là vật duy nhất được đặt trên bàn làm việc của bác sĩ Allende tại dinh Tổng thống Moneda. Ngay sau khi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm đó, bác sĩ Allende đã viết bài nói lên những cảm tưởng, suy nghĩ của mình sau những ngày tham quan Việt Nam. Trong bài có đoạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lịch sử, là người con, đồng thời là người cha của cách mạng,
cuộc đời gương mẫu và nếp sống giản dị của người đã khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Quyết tâm của người được thể hiện qua những câu nói ngắn gọn, giản dị và trong sáng, chứa đựng lòng dũng cảm và ý chí quật cường của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chuyến thăm trải nghiệm 2 tuần ở Việt Nam và cuộc gặp gỡ lịch sử với Chủ tịch Hồ Chí Minh là kỷ niệm vô cùng sâu sắc trong cuộc đời, sự nghiệp của Salvador Allende. Sau này, khi Allende giữ cương vị là Tổng thống, một trong những quyết định đầu tiên của chính phủ Chile là thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chấp nhận để chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đặt cơ quan đại diện tại Chile. Chile đã trở thành quốc gia đầu tiên của lục địa Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sự kiện này đã mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ của nhà nước Việt Nam với Chile. Trải qua 5 tháng, dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile vẫn ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai nước trao đổi nhiều chuyến thăm các cấp, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 5 năm 2007. Hai nước ký kết nhiều hiệp định song phương trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, điểm nhấn là Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-Chile có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2014. Mới đây, vào ngày 30 tháng 3, khoảng 2 tiếng trước khi vị khách đặc biệt đến thăm tư gia ở Bình Dương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết căn dặn người thân chuẩn bị các khâu tiếp đón từ quà tặng đến các món ăn thật chu đáo. Vị khách đặc biệt đó là bà Michelle Bachelet, nguyên Tổng thống Chile, quốc gia cách Việt Nam hơn 17.000 km. Bà thăm Việt Nam lần này nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và chắc chắn không thể không đến thăm người bạn và người anh trai thân thiết Nguyễn Minh Chiết. Nguyên lãnh đạo hai nước chào cho nhau cái ôm thật chặt trước khi cùng vào nhà ôn lại những câu chuyện cũ. Tình bạn đặc biệt bắt đầu giữa hai người từ năm 2006 khi Tổng thống Chile Bachelet đến Việt Nam dự tuần lễ cao cấp APEC, sự kiện quốc tế do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết chủ trì. Hôm nay, tôi và các lãnh đạo Bình Dương rất vui được chào đón nguyên Tổng thống Chile Michelle Bachelet và đoàn đại biểu đến thăm. Bà Bachelet là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Riêng Bachelet có nhiều đóng góp rất quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia sẻ trong buổi đón tiếp bà Bachelet tại nhà riêng. Tôi rất nhớ mẹ Angela. Mẹ Angela là người mẹ duy nhất có hai con là nguyên thủ quốc gia Chile và Việt Nam. Nguyên lãnh đạo Việt Nam xúc động kể về bà Angela Margarita Zeria Gomez, mẹ ruột của nguyên Tổng thống Bachelet và mẹ nuôi của ông. Lắng nghe những kỷ niệm của anh trai Nguyễn Minh Chiết kể về người mẹ quá cố của hai người, có những khoảnh khắc bà Bachelet không kìm được xúc động và quệt nước mắt. Thưa anh Chiết, em rất vui mừng và hạnh phúc được trở lại Việt Nam. Bà nói và khẳng định, bất cứ khi nào bà đến Việt Nam, bà đều nhận được sự đón tiếp rất chân tình, đặc biệt là từ người anh Nguyễn Minh Chiết. Nguyên lãnh đạo Chile kể, trong thế hệ thanh niên của bà, Việt Nam là một tượng đài lớn vì đã đánh bại đế quốc trong quá trình đấu tranh giành độc lập. Bà và những thanh niên khác đã từng xuống đường phản đối chiến tranh Việt Nam. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã khắc phục khó khăn và vươn lên. Chúc mừng sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, bà nói với anh trai Nguyễn Minh Chiết. Cùng dự cuộc gặp có lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước, đại sứ của hai bên và lãnh đạo của tỉnh Bình Dương và quận Cerro Navia, địa phương Chile, nơi đặt bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đại sứ Chile mời tôi sang thăm Việt Nam, thú thật tôi có chút đắn đo. Trong 1/1000 giây, rồi sau đó gật đầu đồng ý. Bà dí dỏm chia sẻ về quốc gia mà mình dành nhiều tình cảm đặc biệt. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết cho biết, Chile cũng từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong quá khứ như Việt Nam. Bà Bachelet từng là nạn nhân dưới thời nhà độc tài Augusto Pinochet. Gia đình của bà giàu truyền thống cách mạng. Cha của bà Bachelet là một vị tướng quân đội từng đứng lên chống chế độ độc tài Pinochet. Sau đó, cha và anh trai của bà mất, còn bà và mẹ được Cộng hòa Dân chủ Đức bao bọc. Cuộc đời của Bachelet
cũng gian truân nhưng cũng rất hết lòng với những người bạn. Chúng tôi rất khâm phục cô em. Tôi cũng mong rằng Bachelet tiếp tục giữ vai trò kết nối giữa hai đất nước chúng ta. Ông nói về người em gái đang sống cách nửa vòng trái đất. Bữa nay mới dám chính thức gọi là cô em, chứ trước đó không dám, nguyên chủ tịch nước dí dỏm nói. Trước đây, dù tình cảm thân thiết, nhưng hai bên vẫn gọi nhau bằng chức danh chủ tịch nước và tổng thống. Khi làm tổng thống, bà Bachelet thường xuyên đưa mẹ theo trong những chuyến công du nước ngoài. Trong đó có chuyến thăm Việt Nam vào năm 2006, nhân dịp dự hội nghị cấp cao APEC. Khi nghe câu chuyện về mẹ của bà Bachelet mất chồng và con trai trong cuộc chiến chống chế độ độc tài Pinochet, chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết nói với bà Angela: "Ở Việt Nam, có bà mẹ có chồng con hy sinh thì được tặng danh hiệu là mẹ Việt Nam anh hùng, cho nên mẹ cũng xứng đáng là người mẹ anh hùng." Bà ấy nghe gọi mẹ nên cảm thấy rất vui. Sau đó thì bà ấy thành mẹ luôn, chứ không phải là mẹ anh hùng nữa. Sau này, mỗi lần gặp là tôi lại gọi mẹ một cách tự nhiên, cũng vì tình cảm gắn bó, chân tình giữa hai bên, nguyên lãnh đạo Việt Nam kể với tuổi trẻ. Trong chuyến thăm Chile năm 2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết có đến thăm tận nhà em gái Bachelet và mẹ nuôi. Mình còn đặt một số vòng kiềng đem qua tặng để bà vui, bà xúc động lắm. Trong đó có mấy cái lắc tay bé quá không vừa, nên tôi đã xin lỗi bà và hứa sẽ gửi lại bộ vòng kiềng khác. Sau đó, nhân dịp dự hội nghị cấp cao APEC ở Singapore năm 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết gặp lại Tổng thống Michelle Bachelet và nhờ em gái gửi lại cho mẹ Angela bộ vòng kiềng Việt Nam vừa vặn với bà hơn. Tôi nói với Bachelet là tôi gửi cái vòng kiềng này cho má tôi. Sau đó, Bachelet nói là ông có muốn gặp má ông không thì gặp vào chiều nay. Tôi xem lại lịch thấy còn trống thì đồng ý gặp. Nhưng sau đó, Tổng thống Obama bất ngờ gửi lời mời lãnh đạo các nước ASEAN dự tiệc. Việt Nam lúc đó là chủ tịch luân phiên của ASEAN nên tôi không thể không tham gia, nguyên chủ tịch nước kể. Hiểu chuyện này, bà Bachelet nói, không sao, má ông sẽ thông cảm cho ông thôi. Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết cho biết, do tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc cũng như mối quan hệ thân tình giữa ông và bà Bachelet, nên khi bàn nhau, việc gì cũng dễ thông qua. Trong một lần gặp, lúc cả hai còn đương chức, ông có đề nghị Bachelet công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam và bà đồng ý ngay lập tức. Như vậy, bà Bachelet thăm Việt Nam tổng cộng 5 lần. Bà đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1977 ở tuổi 26 với tư cách là thành viên của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, phản đối chiến tranh Việt Nam. Sau đó, bà thăm Việt Nam thêm nhiều lần nữa trên cương vị Tổng thống Chile và quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc. Bà Michelle là người phụ nữ đầu tiên tại Chile hai lần đắc cử Tổng thống, năm 2006 và 2014. Bà luôn đi đầu trong việc đảm bảo mang lại lợi ích cho tất cả người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, người dân tộc thiểu số, nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Quý vị thân mến, đầu giờ chiều 30 tháng 3, khoảng 2 tiếng trước khi vị khách đặc biệt đến thăm tư gia ở Bình Dương, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết căn dặn người thân chuẩn bị các khâu tiếp đón, từ quà tặng đến các món ăn thật chu đáo. Vị khách đặc biệt đó là bà Michelle Bachelet, nguyên tổng thống Chile, quốc gia cách Việt Nam hơn 17.000 km. Bà thăm Việt Nam lần này nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và chắc chắn không thể không đến thăm người bạn và người anh trai thân thiết Nguyễn Minh Chiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.